Xin kính chào quý anh chị khán giả của AZ Film Việt Nam. Nhằm xây dựng một cộng đồng đầu tư mang tính chất bài bản, hướng đến xây dựng những cái dòng thu nhập thụ động đủ lớn, bền vững để có thể tự do tài chính hay đạt được các cái mục tiêu tài chính của chúng ta đề ra, thì AZ Film Việt Nam xây dựng cái chuỗi xây dựng dòng tiền thụ động từ việc đầu tư tài chính. Thì ở trong nội dung phần 8 này, thì AZ Film muốn gửi đến các anh chị đó là cái ưu điểm đầu tư dòng tiền bền vững để chúng ta có thể vững vàng vượt qua các cái sóng gió của thị trường chứng khoán Việt Nam, cũng như nếu có đầu tư ở các thị trường chứng khoán khác trên thế giới cũng vậy. Thì thị trường chứng khoán thì diễn ra có thể nói là vô cùng khó chịu, thậm chí đa phần thời gian gây nên sự ức chế cho các nhà đầu tư. Các anh chị có thể thấy ở đây, đầu tiên là xét cho ngắn hạn đi. Anh chị có thể thấy trong từ đầu năm 2024 đến tháng 11 năm 2024 này, cụ thể hôm nay là ngày 20 tháng 11, thị trường chứng khoán đã 5 lần 7 lượt lên 1.200, 1.300 rồi lại về 1.200. Cứ lên 1.300 về 1.200, lên 1.300 về, cứ lên về xuống liên tục như thế. Đối với những nhà đầu cơ thì liên tục phải cắt lỗ, ức chế, khó chịu, chửi thề. Rồi là ngay cả đối với những người gọi là đầu tư giá trị, chưa phải hoàn toàn mà chỉ đơn giản là có một phần giá trị thôi, thì họ nhìn thấy kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024 tăng trưởng ấn tượng tới 14,5-15% so với cùng kỳ năm trước. Nhưng mà giá cổ phiếu thì vẫn tiếp tục xuống. Chính phủ đã công bố tăng trưởng GDP rất mạnh, triển vọng trong tương lai sáng, lạm phát kiểm soát tốt, tín dụng tương đối ổn. Có mỗi tỷ giá là nó có hơi biến động mạnh hơn so với kỳ vọng, nhưng nó vẫn khâu trong tầm có thể kiểm soát. Vậy mà chứng khoán cứ lên rồi lại xuống, lên rồi lại xuống liên tục như vậy, đúng không? Ức chế, khó chịu, chửi thề và vân vân. Đó, cái thị trường chứng khoán nó khó chịu như thế. Các anh chị phóng xa ra hơn một chút. Đây, 2018 lên đến khoảng hơn 1.200, đúng không? Rồi sau đó đến tháng 3 2020 còn 650. Rồi, tháng 1 năm 2022 lên 1.530 điểm. Rồi tiếp theo, cuối năm 2022, tháng 10, 2022, nó lại về cái mức có 885 điểm. Đúng không? Rồi lên xuống, phải nói là rất đau tim và khó chịu. Nhiều anh chị bảo, ô, nếu so với đỉnh 2018, mùng 1 tháng 4, 2018, thì đến nay, đã 6 năm rưỡi rồi, điểm số vẫn vậy. Đúng không? Ức chế khó chịu vô cùng là như thế. Và phóng tầm nhìn dài hơn anh chị có thể thấy ở đây. Năm 2000 thì thị trường chứng khoán tham gia bắt đầu được mở với hai cổ phiếu niêm yết đầu tiên là RE và SAM trong ngày đầu tiên. Thì chỉ số VN Index của chúng ta là khởi điểm là 100 điểm. Sau đó một thời gian tăng lên 600 điểm rất nhanh, rồi lại xuống còn có chưa đến 200 điểm, 150 điểm. Rồi sau đó 2007 lên một mạch 1.180 điểm. Rồi 2009 xuống 234.5 điểm. Đúng không? Rồi đến năm 2018 bắt đầu mới trở lại 2007. Rồi lại xuống, lên xuống, lên xuống, vô vàn những cái sự biến động. Đúng không? Nếu chúng ta mà không xây dựng được một cái phương pháp đúng, thì chúng ta sẽ luôn luôn bị khó chịu, bị ức chế, luôn luôn đu cắt liên tục như vậy. Và thực tế, theo nghiên cứu của AZ Film Việt Nam, năm 2018-19 thì có tới 95% nhà đầu tư thua lỗ sau nhiều năm. Rồi là vòng quay một nhà đầu tư chưa đến 2 năm, 1,8 năm. Tức là nhà đầu tư vào thị trường được 1,8 năm thì thôi, xin dép đi về, bỏ thị trường luôn. Rồi bảo đây là một nơi cơ bạc. Đó, thực sự nó kinh khủng. Và cũng chia sẻ cùng quý vị là AZ Film cũng nhiều pha dính, thậm chí có những pha phá sản. Và mới đây thôi còn bị cuốn theo cách đây vài năm. Chứ không phải là chúng tôi tham gia từ năm 2007 và đến bây giờ gọi là lúc nào cũng êm đẹp, lúc nào cũng cảm thấy thoải mái đâu. Tuy nhiên thì với những cái khó khăn như thế, đúng không? Khó chịu vô cùng như thế. Rồi, đúng không? Trong mấy tháng qua, cứ liên tục như thế này. Thì cái câu hỏi của chúng ta cần đề ra là làm sao để vượt qua được sóng gió trên thị trường chứng khoán. Và thị trường chứng khoán lên dĩ nhiên là cơ hội, đúng không? Nhưng xuống cũng không chán nản. Mà vẫn là một cơ hội lớn cho chúng ta cơ. Thì khi chúng ta làm được điều đó, thì chúng ta sẽ không bị đau đầu, mệt mỏi, ức chế bởi thị trường chứng khoán lên hay xuống. Cũng rất may mắn là chúng tôi cũng đi theo trường phái đầu tư giá trị.
và nghiên cứu khá nhiều về tỷ phú Warren Buffett, một huyền thoại đầu tư. Thế do đó là chúng tôi cũng học hỏi được ít nhiều và áp dụng được vào trong những năm gần đây, khiến cho chúng tôi khá là an tâm trong cái việc đầu tư. Lên cũng được, xuống cũng ok. Chúng tôi cũng không quan tâm nhiều lắm. Bảo không quan tâm hoàn toàn thì không đúng. Nhưng mà khẳng định luôn, lên hay xuống thì cảm xúc của chúng tôi cũng không khác biệt nhau nhiều lắm. Và có nhiều ngàn nhà đầu tư, cụ thể là phải hàng chục ngàn nhà đầu tư đồng hành cùng AZFIN Việt Nam thì đều biết rõ điều này. Đấy, và chúng tôi cũng trao đổi chia sẻ với nhà đầu tư hàng ngày là như vậy. Vậy thì làm sao để vượt qua những cái sự biến động, khó khăn, sóng gió trên thị trường chứng khoán mà giúp chúng ta có thể có một kênh đầu tư sinh lời cao, bền vững trong tương lai, tạo ra một dòng tiền thu nhập thụ động lớn để từ đó có thể đạt được các mục tiêu tài chính. Đấy là một cái câu hỏi lớn cần giải đáp. Thực tế thì đáp án cũng đã có. Thì đầu tiên đó là muốn thành công thì phải học từ người giỏi nhất. Chúng ta không phải dập khuôn hoàn toàn, nhưng chúng ta học hỏi được cái tư duy của họ và áp dụng vào chúng ta sao cho phù hợp. Ví dụ ngài Warren Buffett với cổ phiếu Coca đi. Thưa với quý vị, chúng ta trải qua biến động thị trường chứng khoán cũng ghê gớm đấy. Nhưng nếu so với việc người Warren Buffett cầm nắm cái cổ phiếu Coca này thì chưa một ai ở thị trường chứng khoán Việt Nam chịu đựng hay là trải qua nó kinh khủng bằng đâu. Đây là cổ phiếu Coca-Cola. Và đây là năm 1998. Và đây là năm 2015. Cuối 2014, đầu 2015. Tức là cổ phiếu Coca này mất cũng 16 năm để có thể trở về cái điểm cao của năm 1998. VN Index của chúng ta từ năm 2007 đến năm 2018, tức là mất 11 năm để về. Đây, mất 16 năm để về. Có những lúc giá cổ phiếu Coca giảm còn có. Rồi, từ năm 98 đến năm nay là năm 2003. Hơn 5 năm. Rồi thậm chí đây, đến năm 2009. Từ 98 đến năm 2009, tức là 11 năm sau. Mà giá cổ phiếu nó chỉ là giảm 55%. 11 năm sau vẫn còn thấp hơn 55% so với năm 98. Nó kinh khủng đến như nào. Nhưng mà ông ấy vẫn nắm vững, vẫn vươn lên và đạt được một cái hiệu quả rất cao. Cụ thể ở đây, điều gì giúp ông ấy có thể nắm được? À, đó là cái dòng tiền mang lại từ cổ phiếu Coca-Cola cho ông ấy. Đấy, quý vị có thể nhìn thấy. Năm 1989, sau khi mua cổ phiếu Coca-Cola tổng khoảng hơn 1 tỷ đô, một chút, thì ông nhận được 34 triệu đô la cổ tức, tức là có hơn 3% một chút. Rồi tiếp theo nó tăng. Năm 90 lên 40 triệệu đô la. 91, 48, 92, 56, 93, 68, 94, 80, 95, 88, 96, 100, 97, 112 triệu đô la, 98, 120 triệu. Đó cái năm mà cổ phiếu đạt đỉnh cao đấy, 120 triệu đô. Nhưng mà giá cổ phiếu các năm sau đó xuống rất mạnh. Nhưng làm sao ông vẫn giữ được và hưởng được một cái thành quả ngọt ngào từ cổ phiếu Coca-Cola? Là thưa mấy anh chị, vào năm 2009 đây, tức là sau 11 năm. Đây, anh chị nhìn đây. Vào năm 2009, sau 11 năm, từ cái đỉnh năm 98, giá cổ phiếu về còn có nhỉnh 20 đô. Tức là giảm mất 55%. Tuy giá cổ phiếu giảm 55%, nhưng anh chị nhìn đây. Cổ tức nó lại là 320 triệu đô la. Tức là so với năm 1998 có 112 triệu, tức là nó tăng gấp 3 lần cổ tức. Giá cổ phiếu giảm 55, nhưng mà cổ tức tăng gấp 3 lần. Nếu mà hàng ngày ông ấy nhìn cổ phiếu Coca-Cola thì có lẽ là có khi là ông phải bao nhiêu lần gọi là muốn bỏ thị trường chứng khoán, muốn treo cổ cũng nên ấy. Nhưng cái tư duy của ông khác biệt hẳn so với mọi người. Đó là ông nhìn thấy Coca-Cola vẫn là một doanh nghiệp tốt, đẻ dòng tiền cho ông ấy ầm ầm cao. Thế thì ông ấy việc gì phải quan tâm đến giá cổ phiếu nữa. Nó giảm rồi nó sẽ lên thôi, nếu nó đủ tốt. Không, nó rẻ quá thì ông mua thêm. Đấy, và thực sự là ông đã nắm giữ đến bây giờ và cổ tức nó cứ liên tục tăng như thế anh chị ạ. Và điều gọi là tất lẽ dĩ ngẫu, cổ tức tốt, giá rẻ rồi sẽ tăng trở lại mà thôi. Đó, thì đấy là cái bài học từ việc đầu tư lấy cái dòng tiền của nó. Còn tất nhiên, thưa các anh chị, nếu chúng ta đoán được đáy, đoán được đỉnh thì việc gì chúng ta phải quan tâm đến dòng tiền. Cứ lúc đáy chúng ta full margin đi.
lúc cao lúc đỉnh chúng ta bán sạch đi rồi lại đợi mua. Thế thì mỗi năm chúng ta kiếm hàng tỷ đô la từ tay trắng được. Nhưng điều đó là một điều bất khả thi. Và cái điều khả thi hơn cả đó là chúng ta nhìn vào giá trị doanh nghiệp thì nó dễ hơn. Tất nhiên không có gì tuyệt đối. Ngay cả tỷ phú Warren Buffett cũng có hơn 20% số thương vụ đầu tư của ông ấy thất bại. Nhưng mà ông phân bổ ra nhiều. Thế thành ra 80% thành công kia nó kéo lại toàn bộ và góp cho tổng chung của ông sinh lời rất tốt. Và ông ấy đầu tư rất nhiều các doanh nghiệp từ xưa nay là ông hướng đến dòng tiền, hướng đến cổ tức, hướng đến phần thưởng mà doanh nghiệp đó trả cho ông hàng năm để ông ấy dựa vào cái đó ông nắm giữ. Và ông chỉ bán ra khi nào? Khi giá cổ phiếu nó quá cao so với cái dòng tiền thì ông sẽ bán ra chứ không phải ông nắm mãi mãi. Còn ví dụ ở cái giai đoạn này 16 năm qua giá cổ phiếu giảm cực sâu, tại sao ông bán? Bởi vì cổ tức nó vẫn tăng cao, cổ tức trên giá nó quá cao luôn, ông ấy cảm thấy rất happy. Thế như vậy giá rẻ có cớ gì mà ông đi ông bán? Thực tế là do một số rào cản, ông ấy không thể mua thêm. Chứ nếu không thì ông ấy cũng sẽ nhặt thêm rất nhiều ở những vùng giá rẻ này các anh chị ạ, chứ không phải là ông ấy bán ra để cắt. Đúng không? Đó. Và cái cổ tức đây nó minh chứng cho cái điều đó. Tức là cái giá là cái bề ngoài thể hiện. Còn cái cổ tức chính là cái giá trị mà ông ấy nhận được, cái dòng tiền giá trị ông nhận được đây. Thì giá trị ông nhận được hàng năm vẫn tăng đều theo thời gian. Trong khi giá cổ phiếu thì nó biến động thất thường, bất ngờ, thậm chí là giảm hàng chục năm liền. Đúng không? Đó. Thì từ cái bài học này giúp cho chúng ta có một cái suy nghĩ. Đó là hãy nhìn vào giá trị của doanh nghiệp. Nếu giá cổ phiếu giảm sâu, giảm rẻ quá, chúng ta có tiền chúng ta mua thêm. Thế là chúng ta nhặt được thêm một dòng cổ tức rất lớn. Nếu giá cổ phiếu mà cao quá so với giá trị thì chúng ta có thể chốt lời. Và hãy gắn cái việc đầu tư cổ phiếu vào việc phân bổ tài sản của chúng ta trong cái việc quản lý tài sản cũng như lớn hơn là quản lý gia sản. Tức là cổ phiếu, chứng khoán chỉ là một phần trong cơ cấu tài sản của chúng ta. Và tài sản của chúng ta luôn luôn cần phải có tài sản tăng giá, tài sản dòng tiền, tài sản thanh khoản. Để làm sao? Để tài sản dòng tiền thì có dòng tiền thì lúc giá cổ phiếu rẻ chúng ta có thể phân bổ vào, lúc bất động sản rất rẻ rất hấp dẫn chúng ta có thể phân bổ vào. Đúng không? Đấy là dòng tiền đấy. Rồi là tài sản phòng vệ vệ cũng thế. Nếu mà chúng ta nhiều chúng ta dư thoải mái, vậy thì lúc cổ phiếu rẻ hay bất động sản rẻ chúng ta thì có thể chuyển dịch vào một chút. Thế thì gia tăng được cái hiệu quả rất lớn. Đó, chứ chúng ta đừng có nhìn rằng à giá cổ phiếu tôi giảm 2% rồi, tại sao lúc trước tôi không bán nhỉ? Có cắt lỗ hay không? Đó, thì đấy chỉ là câu trả lời của những người gọi là theo trường phái khác thôi. Còn theo trường phái giá trị, đầu tư dòng tiền ấy, thì người ta chỉ quan tâm, ồ, giá ấy thì dòng tiền cao hay thấp. Nếu dòng tiền cao, ok, tôi vẫn còn tiền phân bổ cho chúng tôi sẽ bỏ vào. Nếu dòng tiền thấp so với giá quá, ồ, như vậy giá cao tôi sẽ bán. Tôi quan tâm đến giá để tôi hành động mua hoặc bán ở trên góc độ xây dựng dòng tiền chứ không phải là nhìn giá để tôi xót xa, ôi giảm mạnh quá phải cắt lỗ thôi, hay ôi giá cao quá mình không có cổ phiếu, đúng không? Hay là cái trường hợp đầu tư cổ phiếu Bank of America của tỷ phú Warren Buffett cũng thế thôi. Đấy, năm 2011 đến 2017 ông nhận 300 triệu đô từ khoản đầu tư vào ngân hàng này. Ông ấy đầu tư 5 tỷ đô thì được 300 triệu đô một năm trong 6 năm ấy. Rồi sau đó 2018 thì ông nhận được 378 triệu đô, 2019 ông nhận được 462 triệu đô, 2020 nhận được 504 triệu đô. Nếu 2024 nếu không bán hết vừa rồi thì dự kiến 728 triệu đô la. Đấy nó cứ tăng dần đấy so với vốn đầu tư này. Đó. Và cái giá cổ phiếu Bank of America nó biến động điên cuồng lắm. Nhưng ông ấy sở dĩ ông giữ được đến 2024 ông bán giá rất cao là bởi vì ông nhìn vào cái dòng tiền nó mang lại cho ông rất lớn. 2024 đắt quá thì ông mới bán. Còn những lúc nó sập rẻ thì ông đâu có quan tâm. Hoặc là ông ấy nếu có tiền ông bổ sung thêm. Các anh chị ạ. Hay là đây là cổ thương vụ Sikandi. Ông ấy mua hồi đó thưa mấy anh chị PE đã bằng cao lắm, mười mấy lần cơ. Hồi lãi suất ở Mỹ nó cả chục phần trăm. Thế mà ông dám mua cổ phiếu này PE bằng mười mấy lần cơ. 12,5 lần. Rồi ông ấy tận dụng cái dòng tiền của nó. Năm 72 được 8%, đến năm 2018 đã được 320% so với vốn đầu tư ông ấy bỏ ra. Nó rất ghê gớm như thế.
Vậy thì điều kiện để chúng ta áp dụng có thể nắm giữ lâu dài các cái doanh nghiệp để nhận cổ tức, để vượt qua mọi khó khăn là gì? Một là có phải có lợi thế cạnh tranh mạnh ở đây làm cho kết quả kinh doanh của họ bền vững. Chứ không phải là cổ phiếu nào cứ trả cổ tức một năm là chúng ta cũng coi là nhận cổ tức đâu anh chị ạ. Chúng ta phải xem nó có lợi thế cạnh tranh mạnh và duy trì được cái kết quả cũng như cái dòng cổ tức bền vững ý không. Nếu được, ok. Bởi vì nhiều anh chị nghe ở đây các anh chị lại áp dụng sai. Cứ cổ nào vừa mới trả tí cổ tức là anh chị cũng gọi là bảo là ui tôi đầu tư thế mà vẫn lỗ. Nhưng rất tiếc là cổ này cổ tức đột biến bất thường chẳng hạn. Nó không hiệu quả. Thế cho đó đầu tiên phải là lợi thế cạnh tranh mạnh, vị thế hàng đầu, kết quả kinh doanh tốt, bền vững. Thứ hai là cái tỷ lệ cổ tức phải cao, nhưng cao ở đây là trên thị giá. Tôi nhắc lại một lần nữa. Nhiều anh chị cứ thấy doanh nghiệp họ công bố 200% cổ tức, 100% cổ tức, 50% cổ tức. Các anh chị nghĩ nó là cao nhưng không phải. Cái 200%, 100% hay 10% hay là 30% nó là trên giá 10.000. Tức là 200% của một doanh nghiệp là tức là 20.000 đồng một cổ phiếu. Nhưng nếu giá cổ phiếu là 300.000 thế đâu có cao. Tỷ lệ cổ tức như vậy được có 6,6% thôi mà. Cái chúng ta phải quan tâm là tỷ lệ cổ tức trên thị giá, tức là giá thị trường giao dịch như nào. Đấy, nhiều anh chị vẫn cứ lấy ví dụ của tôi nào thì Sabeco mấy Vinamilk trả cổ tức 38, 35, 38, 40%. Tại sao giá cổ phiếu mấy năm qua nó cứ giảm? Bởi vì thưa với anh chị, mấy năm qua có lúc nó lên đến 170, 150 ấy. Thế thì giá cổ tức 3.000, 3.500 trên 150 được hơn 2% có gì mà cao? Có phải 38% của 170.000 đâu mà là 38% của 10.000. Thế thì nó đâu có cao. Thế thì các anh chị lưu ý lại là các anh chị phải lưu ý là tỷ lệ cổ tức cao trên thị giá. Được chưa? Tối thiểu cao hơn ngân hàng. Và nếu doanh nghiệp vẫn còn tăng trưởng được thì cái tăng trưởng cộng cổ tức nó phải lớn hơn 10%. Ví dụ như mỗi năm doanh nghiệp tăng trưởng được 5% chẳng hạn thì cổ tức phải được trên 5% tiền nữa. Thế là nó mới được hơn 10%. Còn nếu mà doanh nghiệp chín muồi không tăng trưởng nữa mà cổ tức có 5% nó không hấp dẫn lắm. Chả thế cho nên là Vinamilk lên đến 75, 76 ở cộng đồng tích sản là chúng tôi đưa ra là lên chốt lời bảo vệ. Bởi vì cổ tức được có 3.800 trên 75, 76 tức là được có 5%. Nhưng Vinamilk gần như không còn tăng trưởng nữa. Đó, các anh chị phải lưu ý như thế nhé. Rồi tiếp theo định giá cổ phiếu phải rẻ. Thì chúng ta mới áp dụng, chúng ta tích lũy để nhận cổ tức được. Rẻ đây là gì? PB rẻ, PE rẻ, EV trên EBITDA rẻ. Các anh chị nhỉ? Tiếp theo. Đấy, ví dụ trực tiếp hôm nay thì ngày 20 tháng 11 năm 2024 đi. Với thị trường chung và với cổ phiếu VA đi. Đây, thị trường anh chị thấy không? Nó lên bao nhiêu, nó xuống bấy nhiêu, lên bao nhiêu, nó xuống bấy nhiêu. Ức chế, cay cú, bực bội. Không biết bao nhiêu lần, cứ dọa vượt 1290, 1300 mà không vượt được. Đây. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần, bảy lần, tám lần. Đây, ví dụ trực tiếp ngày 20/11 này. Đây là danh mục cổ phiếu là tôi chụp luôn ở trong màn hình của tài khoản công ty luôn. Đó. Tổng vốn đầu tư của tôi, chúng tôi là hơn 1 tỷ đồng. Chúng tôi tích hàng tháng. Và cái cổ tức hiện nay của danh mục này ấy, nhận ấy, là 6,3% trên 4, tức là đạt 72,8 triệu đồng một năm. Nếu giữ đủ một năm thì cái danh mục này trả cho 72,8 triệu đồng cổ tức. Tương ứng với 6,3% trên vốn đầu tư. Tức là cái vốn chúng tôi khoảng độ đâu đó 1 tỷ 130 triệu đấy. Đó. Và vừa nhận cổ tức VA xong, vừa mới nhận ra ngày 19 tháng 11 này, chốt quyền nhận này. 5.035,18 đồng này. Và chúng tôi đang duy trì có 20% tiền mặt. Tất cả các nhà đầu tư trong báo cáo chiến lược chúng tôi đều biết điều đó. Và thị trường chứng khoán mà suy giảm ấy, mạnh ấy, thì lại là cơ hội tốt chúng tôi mua để có cổ tức cao hơn. Tôi xin lấy ví dụ cổ phiếu VA đi. Bình thường nó không giảm. Giá của nó là phải là 4 mấy đi. 40 đi. 40 mà nhận 4.500 cổ tức, 4.500 cổ tức được có hơn 11% tí. Nhưng nó giảm về 376 chẳng hạn, 375 chúng tôi mua chẳng hạn, thì cổ tức nó lại lên 12% rồi. Đúng không? Cùng thì 40 triệu bỏ ra. Một đằng nhận được có 4 triệu rưỡi cổ tức. Nhưng một đằng lại nhận được 4 triệu 8 cổ tức chẳng hạn. Thế có phải tốt hơn không ạ? Đúng không? Có phải tốt hơn không? Hay là cổ phiếu ACB. Nếu là giá 26, 27 thì 27 triệu thì mới nhận được 1 triệu cổ tức năm tới và tăng trưởng. Nhưng mà nó giảm về 24 thì 24 triệu đã nhận được 1 triệu cổ tức rồi. Còn nếu 27 triệu đã nhận được hơn 1,1 triệu cổ tức cơ.
Vậy thì giảm được cơ hội là rủi ro. Quan trọng nhất là chúng ta phải chuẩn bị các kịch bản sẵn. Lúc xuống chúng ta có tiền thì giảm là cơ hội. Còn lúc xuống chúng ta ôm full cổ phiếu thì đấy là rủi ro. Lúc lên chúng ta cũng phải có cổ phiếu thì lúc đó chúng ta là cơ hội. Còn lúc lên chúng ta lại ôm toàn tiền hoặc có một tí cổ phiếu thì lúc đó là rủi ro của chúng ta. Và tiền mặt chỉ làm vua khi mà thị trường chứng khoán xuống thôi. Còn tài sản sẽ là vua khi thị trường lên. Vậy thì chúng ta phải cân đối tỷ trọng giống như tôi chia sẻ lúc đầu. Đó là trong cái tổng quản lý tài sản gia đình chúng ta. Chia ra phân bổ tài sản tăng trưởng, tài sản dòng tiền, tài sản phòng vệ. Rồi cái nguồn tiền chúng ta xây dựng cái nguồn tiền. Ví dụ danh mục này, nếu chúng tôi không có tiền bổ sung thì chúng tôi vẫn có 72 triệu cổ tức, 0,28 cổ tức một năm chúng tôi bơm và chúng tôi mua thêm. Còn nếu chúng ta có tôi có nguồn tiền bên ngoài thì mỗi tháng chúng tôi bơm vào hơn 100 triệu chúng tôi mua. Thế như vậy giảm nó sẽ là cơ hội gia tăng cái tỷ lệ cổ tức rất lớn. Đúng không? Đây, ví dụ cổ phiếu VA đi. Đây là một cái biểu đồ gọi là nó không điều chỉnh. Tức là nó không điều chỉnh cổ tức tiền. Nó cứ để giữ nguyên. Thì lúc đỉnh cao của nó là lúc ấy lên đến 67, 68 nghìn. Hồi đó cổ tức cũng chỉ là 4, 5 nghìn thôi. Rồi lúc thấp của nó ở đây. Ví dụ 2020 tháng 3, lúc thấp nhất của nó giá là 30 nghìn. Thì cổ tức nó cũng chỉ khoảng 4, 5 nghìn. Vân vân. Và bây giờ là 37.6. Cổ tức nó vẫn là 4, 5 nghìn. Nó bằng so với năm 2019, 20, 19 này này. Nhưng có điều giá cổ phiếu nó chỉ bằng có hơn phân nửa. Đấy, còn đây là biểu đồ người ta đã điều chỉnh cổ tức này. Thế thành giá bây giờ vẫn còn cao hơn đỉnh 2019 này. Anh chị nhìn với em, đỉnh 2019 này giá này là 67 đấy, 65, 67 đấy. Đấy, nhưng mà đây là biểu đồ điều chỉnh, tức là người ta trừ cổ tức vào giá. Thế thì nó còn có 30 mấy thôi, đúng không? 33 thôi. Để ví dụ thế. Chứ thực ra đây là 70, gần 70 đấy. Đúng không? Và cái tháng 3 năm 2020 đây là nó là 30 đấy, chứ nó không phải là 15, 16 đâu. Được chưa? Đó. Rồi, đây ví dụ trực tiếp luôn đi. Cổ phiếu VA đi. Cổ tức năm 2024, chốt ngày 19 tháng 11 năm 2024 là 5.035,18 đồng một cổ phiếu. Và dự cổ tức năm 2025 là 4.500 đồng cho một cổ phiếu, nó thấp hơn. Nguyên nhân chủ yếu là kết quả kinh doanh 2023 là rất kém. Kết quả kinh doanh của VA 2023 thì nó sẽ trả cổ tức vào 2025. Kết quả kinh doanh 2024 nó sẽ trả cổ tức 2026. Được chưa? Và kết quả cổ tức 5.035 đồng này, nó là cái trả năm 2024 là từ cái việc lợi nhuận 2022 rất cao. Thế tương tự như 2023 hơi kém thì năm 2025 cổ tức nó sẽ thấp đi. 2024 này kết quả lại tăng so với 2023. Thì cổ tức năm 2026 nó lại cao hơn năm 2025. Và trung bình dài hạn có thể đạt 4.900 đồng trên một cổ phiếu cổ tức mỗi năm. Và giá cổ phiếu ngày 19 và 20 tháng 11 giảm mạnh còn có 37.300 đồng. Thì tỷ suất cổ tức, ví dụ chúng ta lấy 4.500 chia 37.300 là được 12%. Còn chúng ta lấy trong dài hạn thì 4.900 chia cho 37.300 đồng là được 13% một năm. Như vậy, cao gấp hơn 2 lần so với gửi ngân hàng. Vậy thì chúng ta sẽ lấy cổ tức của VA tái đầu tư vào công ty này luôn. Hoặc là chúng ta nếu có tiền phân bổ hàng tháng thì chúng ta phân bổ thêm vào những cổ phiếu hấp dẫn trong danh mục của chúng ta. Để tự nhiên cái tỷ suất cổ tức chúng ta tăng lên cao hơn, dòng tiền chúng ta nhận được nhiều hơn. Đúng không? Đấy, như tôi lấy ví dụ. Trước đây 40 triệu thì một năm nhận được 4,5 triệu cổ tức đi. Năm sau nhận được 4,5 triệu cổ tức đi. Bây giờ còn có 37,3. Thế như vậy cùng bỏ vào 40 triệu thì mình không phải nhận được 4,5 triệu cổ tức mà 4,8, 4,9 triệu cổ tức cơ. Cao hơn không ạ? Cao hơn rất nhiều. Đúng không? Tiền là cái chúng ta trả nhưng giá trị mới là cái chúng ta nhận được. Còn tất nhiên tiền càng thấp mà giá trị vẫn vậy thì chúng ta lại nhận được càng nhiều. Được chưa? Đó, làm tăng cổ tức danh mục đây. Và nếu có cổ phiếu nào mà cao sắp tới mà tăng giá bật mạnh trở lại thì tốt quá, chúng ta chốt lời. Và thưa mấy anh chị, đây không phải lý thuyết mà đây là thực tế. Đây, ngày mùng 6 tháng 6 AZFIN tích sản cùng các anh chị cổ phiếu VA. Đấy, từ năm 2023 đấy. Thì ngày mùng 6 tháng 6 đây, AZFIN thực hiện chốt lời mã thứ hai, tức là trước đó là chốt lời FPT. Đó, thì thực hiện chốt lời VA trong cái cộng đồng tích sản cổ phiếu đây. Đây, 9 giờ 38 phút ngày mùng 6 tháng 6 đây, 192 biểu tượng like đây, comment đây, tiếp cận 3.000 anh chị đây. Trong cộng đồng tích sản đây. Khớp lệnh bán VA khối lượng 4.100 giá 48.000 đồng. Sau đó giá cổ phiếu điều chỉnh, chúng tôi lại tiếp tục tích sản và lại nhận cổ tức. Và đây, ngày hôm nay đây,
9 giờ 37 phút ngày 20 tháng 11 năm 2024 đây. Khớp lệnh toàn bộ đây, chúng tôi lại mua thêm cổ phiếu VA giá 373. Đã khớp khối lượng 3.900 cổ để chúng tôi nhận cổ tất cả rồi. Đấy, vậy xuống là cơ hội hay là rủi ro? Thì tùy từng góc nhìn, nhưng với những nhà đầu tư giá trị theo dòng tiền ấy thì chúng ta liên tục có dòng tiền và rẻ là cơ hội chúng ta đầu tư. Được chưa? Và chúng ta cũng không quan tâm đến thị giá nữa. Nếu thị giá của VA là 40, 41 chúng tôi cũng ok. Nếu là 45, 46 thì đến chốt lời tích sản thì chúng tôi chốt lời. Còn nếu là xuống 37 mấy hôm nữa xuống 35, 33 thì càng tốt. Thì đó lại là cơ hội để chúng ta gia tăng cái cổ tức lớn hơn, dòng tiền lớn hơn và càng sớm đạt tự do tài chính hơn. Đây là những cái biểu hiện thực tế đây. Thực tế chúng tôi làm đây. Ngay trực tiếp ngày hôm nay luôn này. Đúng không? Đó. Chia sẻ với anh chị đây. Đây, trong các group tích sản của chúng tôi đây. Tất cả những cái thông tin chúng tôi thực hiện nó đều có trên này. Hay trong báo cáo chiến lược, tất cả cái gì chúng tôi giải ngân nó có. Đây. Link tổng hợp toàn bộ post hàng tháng AZFIN thực hiện tích sản cổ phiếu cũng như chốt lời đồng hành cùng nhà đầu tư. Đây, tháng 1, 2023 đây. Tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8. Đây, chúng tôi để hết ở đây để nhà đầu tư quan tâm. Đây. Còn chốt lời đây, FPT chốt lời ngày 24 tháng 4 đây, VA chốt lời ngày 6 tháng 6 đây. Đây, chính là cái link chúng ta vừa xem trong slide đây. Đây. Và thành viên tích sản chúng tôi cũng rất kỷ luật. Vừa rồi chúng tôi thực hiện loại 1.700 người không tuân thủ. Tất nhiên vẫn còn một đống người không tuân thủ nữa. Đây, loại 1.700 người không tuân thủ đây. Và anh chị em trong cộng đồng rất ủng hộ đây. Đến hơn 400 anh chị em gọi là thả, gọi là icon đây. Rất ủng hộ. Chúng tôi loại luôn 1.700 người không tuân thủ. Và cộng đồng thì hiện nay thì còn hơn 3.400 thành viên. Trước đây là 10.000 cơ. Những người gọi là muốn đánh đâm, muốn lướt sóng, muốn gọi là ăn xổi thì nó không hợp. Hoặc không tuân thủ kỷ luật. Đầu tư rất kém. Thì chúng tôi loại đây. Đó, thì tất cả những cái gì chúng tôi thực hiện, chúng tôi đều lưu được, vết hết đây. Và chúng tôi thực hiện thực tế. Đây, và tài khoản công ty chúng tôi luôn đây này. Anh chị em nhìn thấy luôn đây. Đấy, tài khoản công ty luôn đây. Có cổ tức VA vừa nhận nhưng nó chưa hiện đây này. Cũng rất công khai, mình hãy rõ ràng này. Nhiều anh chị mà tích sản lâu nhiều thế mà lãi được ít thế. Thứ nhất là chúng tôi chốt lời mấy cái cổ rồi. Lãi nó to hơn. Mà chúng tôi cũng không quan tâm đến chuyện đó lắm. Thứ hai là thị trường nó rất biến động. Nó trồi sụt. Đúng không? Đấy, ví dụ như thế các anh chị. Đó là những cái gì chúng ta làm. Đấy, và tất cả cũng là nhờ đọc cụ Warren Buffett. Và đầu tư theo dạng xây dựng dòng tiền. Và khi dựa vào được cái dòng tiền thì chúng tôi sẽ không có bị đau đầu khi thị trường xuống nữa. Mà thậm chí là nhiều lúc còn rất vui. Nếu mà lúc ấy mình đến lúc mình chốt tích sản, đến lúc mình bỏ tiền vào. Đó, thì cái mấu chốt đây là các anh chị quay lại vấn đề là các anh chị phải phân bổ quản lý tài sản một cách hợp lý. Phân đủ các cái trục dòng tiền bền vững. Và luôn luôn có tiền dự phòng. Và luôn luôn có cổ phiếu trong danh mục. Và chúng tôi thường dựa theo cái tiêu chí riêng. Đó là tiêu chí đây. Ví dụ đối với thị trường chứng khoán chung. Chúng tôi dựa vào định giá thị trường chứng khoán và chúng tôi dựa nhiều nhất vào PB. Nếu mà định giá PB của thị trường chứng khoán mà thấp, chúng tôi duy trì tỷ trọng cổ phiếu cao. Trong cái phần đầu tư tài chính nhé. Ví dụ hiện nay chúng tôi duy trì khoảng hơn 80% là cổ phiếu. Còn nếu mà định giá thị trường chứng khoán mà lên cao, thì chúng tôi có khi chỉ duy trì 40% cổ phiếu thôi. 60% còn lại chúng tôi cho vào cái phần tối ưu nguồn vốn với cái lãi suất cũng rất cao, rất ổn để bảo vệ cái thành quả của mình. Và khi giảm chúng tôi lấy ra chúng tôi mua thì đó lại là cơ hội rất tốt. Và nếu rất thấp thì chúng tôi có thể đầu tư cả 100% cổ phiếu trong cái phần tài chính nhé. Còn cái phần tài sản khác như bất động sản này kia chúng tôi không tính đến. Rồi dòng tiền chúng tôi bổ sung hàng năm chẳng hạn chúng tôi cũng cho vào các anh chị nhé. Đó, và thực sự là chúng tôi cũng xây dựng
cái quản lý tài sản này nó còn phức tạp hơn thế rất nhiều. Nhưng về cơ bản nguyên lý chung là như vậy. Và chúng tôi biết được rằng là lúc nào nên tăng cổ phiếu, lúc nào nên tăng tiền. Dựa vào các cái định thước đó định giá hoàn toàn chứ không phải là dựa vào cảm tính. Thì do đó đầu tư nó có sự an tâm hơn rất nhiều. Đó, thì trên đây chính là những cái tôi muốn chia sẻ đến quý vị về cái lợi ích của việc đầu tư dòng tiền. Thì chúng ta sẽ vững vàng vượt qua được những sóng gió, những khó khăn của thị trường chứng khoán. Không phải quá, nhưng thưa anh chị, nếu thị trường về 900 thì chúng tôi cũng bình thường. Tất nhiên ngắn hạn là tài sản của mình nhìn thấy nó ngót đi. Nhưng mà không, dòng tiền chúng tôi thấy nó lại tăng lên. Bởi vì lúc ý chúng tôi mua được giá rẻ hơn, thêm được một ít. Ví dụ trước cũng có 1 tỷ cổ phiếu, bây giờ thêm 100 triệu nữa. Cái 100 triệu mình lại mua rẻ hơn. Thế là cổ tức mình nó lại tăng mạnh hơn. Về dài hạn rõ ràng mình happy hơn. Còn nếu mà thị trường mà năm tới thuận lợi lại tăng lên 1.500, 1.700 chẳng hạn, thì lại rất nhiều cổ phiếu đạt chốt lời tích sản. Thế thì lãi nó cũng rất cao, thì lúc nào mình thực hiện hóa lợi nhuận và mình cầm cái tiền đi mình bảo vệ thành quả. Đó, thì trao đổi với anh chị như thế. Thì tiếp theo là có một cái chương trình gọi là bán hàng một chút. Thì các bạn trợ lý cũng bảo tôi, bởi vì rất nhiều các anh chị nhà đầu tư đã đăng ký từ lâu rồi. Thực ra chúng tôi không muốn mở đâu. Nhưng mà một năm qua nhiều anh chị đăng ký rồi và đang đợi. Thì có cái khóa gọi là phân tích và định giá cổ phiếu chứng khoán. Đấy thì các anh chị liên hệ Zalo 0977522860 nếu muốn đăng ký tham gia. Thì ngay trong cuối tuần này thôi. Và nếu muốn có khóa tiếp thì chắc tối thiểu phải một năm nữa, thậm chí không có nữa. Đó, thì các anh chị muốn hiểu biết sâu sắc về các cổ phiếu chứng khoán để có thể đầu tư những cái giai đoạn định giá rất rẻ. Nhằm riêng đối với cổ phiếu chứng khoán là đầu tư có tính chất đầu cơ. Có cơ hội có thể tăng nhiều lần nếu chúng ta mà mua được vùng hợp lý. Tất nhiên là rủi ro nó cao hơn chút. Thế thì các anh chị muốn hiểu về cổ phiếu chứng khoán thì đây là một cái chương trình. Một năm mới có một lần, thậm chí dài hơn. Đó, thì chúc anh chị có những cái nội dung hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.